Khu dân cư Thành Mỹ Lợi đang được trở thành tâm điểm lý tưởng cho nhà đầu tư và người muốn tìm kiếm một không gian sống hoàn hảo giữa lòng một đô thị mới, được quy hoạch với đường xá rộng rãi, lộ giới các trục đường chính lên đến 60m và các trục đường phụ từ 10 cho tới 12m. Hạ tầng khu vực này rất đồng bộ. Xen kẽ giữa những khu dân cư thấp tầng là các khu cao tầng, kinh doanh văn phòng, khách sạn, các tòa nhà chung cư cao cấp do nước ngoài thiết kế và xây dựng hoặc được các đơn vị phát triển dự án có tiếng trong nước thực hiện. Vị trí này cách trung tâm chỉ 3-4 km di chuyển qua hầm Thủ Thiêm vào trung tâm tài chính quận 1 trong thời gian từ 5 cho tới 7 phút. Khu vực này đang được thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, chứng tỏ tiềm năng vượt trội tương lai và xác định cơ hội ngay từ hôm nay. Chào mừng quý nhà đầu tư đến với tòa nhà độc đáo bên bờ sông Sài Gòn và là tại mặt tiền đường Trần Quý Kiên, một trong những điểm đẹp nhất của quận 2, thành phố Thủ Đức. Trải nghiệm view sông trực diện ra sông Sài Gòn là mơ ước của không ít người. Với lô đất mặt tiền này, anh chị sẽ được tận hưởng những cảnh pháo hoa lung linh vào các dịp lễ, tạo nên không gian sống thăng hoa và đẳng cấp. Từ mỗi bước chân, anh chị sẽ cảm nhận được không gian mở và sự tự do trên những con đường rộng lớn với lộ giới lên đến 60m, dãy hàng cây xanh ở giữa và công viên dọc theo bờ sông, hứa hẹn mọi tiện nghi và tiếp cận dễ dàng. Một tòa nhà nằm trong khu quy hoạch 18 lô đất mặt tiền đường Trần Quý Kiên được phép xây dựng cao tầng bao gồm một hầm, 7 tầng nội và sân thượng, nằm trong khoảng đất rộng 240m, đủ lớn để thỏa mãn mọi kế hoạch xây dựng và thiết kế không gian. Với chiều ngang mặt trước là 10m, chiều dài là 24m, vuông vức đầy đủ các tiêu chí về độ cao tầng, vị trí, tuyến đường, view công viên phía trước và đặc biệt là view sông Sài Gòn ngay đoạn uốn cong của lòng sông, tạo nên một tầm nhìn vô bờ về phía bên kia. Đây là một sản phẩm của sự khan hiếm với view sông trực diện. Tại đây chỉ có 18 nền được quy hoạch xây dựng building cao tầng trên tuyến đường này. Anh chị hãy thử hình dung một tòa nhà building hiện đại, vuông cao, phồn vinh ngay tại vị trí lô đất đang chào bán, với kết cấu một hầm 7 tầng lầu cùng không gian sống sang trọng và tiện nghi đang chào đón anh chị. Sự an tâm và tự tin giao dịch bất động sản đến từ giấy tờ pháp lý hoàn chỉnh của bất động sản này, sở hữu sổ hồng chuẩn chỉnh, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư trong quá trình sở hữu. Với giá bán 500 triệu đồng mét vuông, giao nhà xây dựng hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong. Nếu quý nhà đầu tư quan tâm, xin vui lòng hãy liên hệ Vũ theo số điện thoại 0988 196819 để đặt lịch xem nhà và thương lượng giá. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong video sau. Vui lòng theo dõi kênh để có thông tin cập nhật và chi tiết về thị trường bất động sản Việt Nam. Vũ xin chân thành cảm ơn.